đoàn tàu bắt đầu rời ga. Hôm nay chuyến tàu rất đông, chỉ có hai vợ chồng chúng tôi, siêu đông luôn. Đấy. Các bạn mà đi tàu ở đây thì nếu mà full cả bao gồm buffet nữa, cả đi cả về thì sẽ là 920.000 vé cho một người, bao gồm cả ăn buffet. Vì trời mây quá nên tôi không nhìn thấy gì. Đoàn tàu ra khỏi đường hầm. Tôi đang đi vào biển mây à. Kia là một khu đang tiếp tục xây dựng để thành một khu resort mà. Phong cảnh cũng khác gì châu Âu. Đi đâu? Đẹp chưa? Đã có hoa đào rồi sao? Chuẩn bị em gallery Thank you.
vườn này thì đẹp này, hoa hải đường rất là nhiều. Wonderland Luxor. Nếu mà đi đến Sapa mà không lên chỗ này thì đúng là coi như là không đi. Đấy. Mây bay, chúng ta vừa đi xuyên qua mây. Tuyệt đẹp. Châu Âu luôn. Công chúa của tôi đang đi khám phá. Đây là ga nhé, đây là ga Mường Hoa nhé, chưa phải là chỗ để tôi nhiều ảnh nữa. Đây. Tôi muốn làm kỹ sĩ. Anh đỡ vợ em lên cái. Ngoài phi. Đấy. Đấy, đấy. Sổ cầm điện thoại coi. Đấy. Công nhận là cảnh quan ở nơi này rất là tuyệt vời. Yeah. Đây. Rồi. Ngựa này mới là ngựa.
tí gần gần đây. Đây, đây, mây của các cụ đây, khỏi ta xua với ta xèo. Đây, tha hồ mây dưới chân mình. Lên đỉnh Phan Xipang.